Và ngày hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam là những người được đánh giá cao hơn. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội tuyển nữ Việt Nam trong trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Rất nhiều ý kiến chuyên môn đều đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam cao hơn trước trận. Rõ ràng là khi nhìn vào những con số và thành tích của hai đội đã đạt được thì đó là một đánh giá chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được. Myanmar đang hướng tới tấm huy chương vàng đầu tiên, còn Việt Nam vẫn là những người đang ngồi trên ngôi hậu của bóng đá Đông Nam Á. Để tiện cho quý vị khán giả theo dõi, chúng ta hãy cùng điểm qua đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong ngày hôm nay. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành mang áo số 14 Trần Thị Kim Thanh. Bộ tam vệ của chúng ta sẽ là số 13 Lê Thị Diễm My, số 4 Trần Thị Thu, số 6 Trần Thị Thúy Nga. Bên cánh sẽ là số 17 Trần Thị Thu Thảo, số 5 Hoàng Thị Loan. Ở giữa sân sẽ có sự xuất hiện của số 11 Thái Thị Thảo và số 3 là cùng trẻ Trần Thị Hải Linh. Trên hàng công, tiền đạo thủ quân Huỳnh Như, người vừa kiếm về cho chúng ta một quả đá phạt, sẽ chơi cao nhất và nhận sự hỗ trợ ở hai cánh của Nguyễn Thị Bích Thùy mang áo số 15 và số 7 là Nguyễn Thị Tuyết Dung. Đây sẽ là cơ hội tốt cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có rất nhiều phương án lựa chọn cho cơ hội này khi mà có Tuyết Dung. Với những tình huống được hưởng quả đá phạt trực tiếp, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tin tưởng vào Tuyết Dung và Bích Thùy. Đây là hai chuyên gia sút phạt của chúng ta. Và ở góc sút như thế này thì có vẻ như là cái chân trái của Tuyết Dung sẽ là sự lựa chọn tối ưu. Đây là một tình huống mà Tuyết Dung hoàn toàn có thể phát huy được kỹ thuật và cú sút phạt sở trường. Phút thứ hai của trận đấu, Tuyết Dung hình như không được. Đó là tình huống băng vào và chạm bóng hết sức nhạy cảm của Huỳnh Như. Những pha chạm một của Huỳnh Như vẫn luôn là của hiếm. Tình huống di chuyển chạy chỗ rất thông minh. Và pha chạm bóng bằng má ngoài của thủ quân đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đó là một khởi đầu tích cực cho chúng ta. Một góc máy cho thấy Huỳnh Như đã ở rất gần với bàn thắng rồi. Chúng ta còn nhớ ở trận đấu tại vòng bảng khi mà hai đội gặp nhau thì cũng chính từ một quả tạt như đặt của Tuyết Dung, Huỳnh Như đã có tình huống chọn vị trí và dứt điểm một chạm thực sự là ở đẳng cấp rất cao và vượt ngoài khu vực Đông Nam Á. Đó là những pha phối hợp của hai cầu thủ đã quá hiểu nhau trong áo đội tuyển quốc gia và cũng là hai ngôi sao của chúng ta tại SEA Games lần này. Và cách đây một năm thì chúng ta vẫn nhớ là Huỳnh Như cũng đã là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận bán kết với Myanmar trên sân Cẩm Phả. Một pha khống chế rất ngọt của Huỳnh Như. Đáng tiếc là bóng không thể đến với Tuyết Dung. Thúy Nga đang có kỳ SEA Games đầu tiên ở tuổi 30. Chúng ta cũng sẽ phải rất dè chừng với Myanmar. Bóng này đã tiến bộ nhanh chóng dưới trướng huấn luyện viên Yuki Tetsuro. Để chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam đã có những đợt tập trung và được tập huấn tại Nhật Bản. Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ SEA Games tại nước bạn Campuchia và xa hơn là World Cup. Đây sẽ là tiền đề để chúng ta hướng tới kỳ World Cup lịch sử. Và còn gì tuyệt vời hơn khi nó được kết thúc bằng một tấm huy chương vàng. Đây là pha lên bóng của đội tuyển nữ Myanmar. Một cắt bóng tốt của Thái Thị Thảo. Với sự trở lại của Thái Thị Thảo thì Việt Nam cũng có một hướng tới trung tâm rất đa năng. Sau chấn thương dây chằng khiến Thái Thị Thảo phải nghỉ thi đấu gần một năm thì cầu thủ này đang trở lại rất mạnh mẽ. Và ngày hôm nay đá cặp cùng với Thái Thị Thảo ở giữa sân của đội tuyển Việt Nam sẽ là cầu thủ trẻ Hải Linh. Dương Thị Vân sẽ khởi đầu từ băng ghế dự bị. Đó là sự thay đổi mà như chúng ta đã nói là đáng chú ý và cũng là duy nhất trong đội hình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam so với khi đụng độ với Myanmar ở vòng bảng. Có lẽ Hải Linh sẽ mang tới khả năng va chạm tốt hơn và cũng một phần là hiểu ý hơn so với Thái Thị Thảo khi đã cùng nhau chơi ở câu lạc bộ Hà Nội 1. Chiến thắng gần đây của Việt Nam trước Myanmar ở SEA Games đều diễn ra không hề dễ dàng và đều có tỷ số rất sát sao hoặc được giải quyết ở khoảng cuối trận mà thôi. Rõ ràng sau khi nhận thất bại ở vòng bảng thì ngày hôm nay đội bạn đã nhập cuộc hết sức chặt chẽ. Nếu như chúng ta khởi đầu với
một đội hình chắc chắn với sơ đồ 3 trung vệ cùng với sự hỗ trợ của hai tiền vệ trung tâm có xu hướng phòng ngự. Thì Myanmar cũng đang thi đấu với một số lượng lớn cầu thủ ở khu vực giữa sân. Những tranh chấp của Win Thanh Tun và Trần Thị Thu. Như vậy là trái với danh sách đăng ký ban đầu và những gì chúng ta thấy từ ban tổ chức thì ngày hôm nay Win Thanh Tun vẫn sẽ xuất phát ngay từ đầu. Chúng ta sẽ phải rất dè chừng với cầu thủ chạy cánh mang áo số 7. Đây là một giải đấu mà huấn luyện viên Tetsuro đã sử dụng Win Thanh Tun ở vị trí tiền vệ chạy cánh. Trước đó thì cầu thủ này được sử dụng ở vị trí tiền đạo. Đó là pha xử lý tốt của Thu Thạc. Những phản công cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là Thái Thị Thảo. Thái Thị Thảo là người có thể tung ra những đường chuyền dài và trung bình rất tốt. Và vừa rồi thiếu chút nữa cô đã mở ra khoảng trống cho Huỳnh Như. Chúng ta cũng sẽ dành ra ít phút để điểm qua đội hình của cao thủ Myanmar. Trong khuôn gỗ là thủ môn mang áo số 18 Mio Mia. Cao thủ là số 10 đội trưởng Kim Maratun, số 3 Mama Sue, số 4 Ju Jao, số 5 Phi Phi Win, số 7 Win Thanh Tun, số 6 Nam Thet Wai, số 11 là Li Mio, số 12 Ju Pe Kim. Cầu thủ đang có những bước chặn rất mạnh mẽ, chúng ta phải giải trình. Ju Pe Kim là cầu thủ không thi đấu khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng. Nhưng bắt đầu từ trận bán kết thì số 12 đã để lại rất nhiều ấn tượng tích cực bên cánh phải của Myanmar. Những cầu thủ còn lại trong đội xuất phát của Myanmar là số 16 May Thet Mon và số 17 là Vihan Thoki. Hoàng Thị Loan, một hậu vệ có khả năng đấu 1-1 rất tốt, cũng đã bị cầu thủ bên phía Myanmar bỏ lại. Tuyển nữ Myanmar từng 3 lần vào tới chung kết SEA Games nhưng đều không thể chiến thắng. Trong 2 lần gần nhất thì chúng ta chính là những người đã gieo sầu cho Myanmar. Vào năm 2003 trên sân Lạch Tray thì chúng ta đã có được chiến thắng với tỷ số 2-1 với các bàn thắng của Văn Thị Thành và Mai Lan. Còn sau đó 2 năm, bàn thắng duy nhất của Văn Thị Thành, vẫn là Văn Thị Thành, đã mang về tấm huy chương vàng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Philippines. Cái đây khoảng gần 2 thập kỷ thì Myanmar thực sự là một đối trọng rất đáng kể đối với đội tuyển nữ Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên quãng thời gian sau đó đã chứng kiến sự phát triển và sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá nữ Thái Lan. Và cho tới lúc này, phải sau tới 18 năm thì Myanmar mới có mặt ở trận chung kết một bóng đá nữ SEA Games. Rõ ràng là xét về yếu tố trải nghiệm và kinh nghiệm, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn. Chúng ta đã có rất nhiều trận đấu sinh tử và có những cơ hội cọ sát ở cấp độ cao, điều mà tập thể hiện tại của Myanmar vẫn còn đang thiếu. Và hy vọng là lợi thế đó sẽ được các cô gái của chúng ta chuyển hóa thành những lợi thế cụ thể trên sân. Trận đấu của Thu Thảo. Nhưng chúng ta cũng không được chủ quan khi mà ở giải đấu AFF Cup vào năm ngoái, chúng ta cũng thắng Myanmar một cách dễ dàng tại vòng bảng. Và sau đó ở trận đấu tranh huy chương đồng, chúng ta đã để thua một cách đáng tiếc. Đó là bài học mà chắc chắn rằng huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những sự nhắc nhở nghiêm khắc với các cầu thủ khi ở lần tái ngộ này. Kịch bản tương tự lặp lại khi chúng ta lại đối đầu với Myanmar ở trận đấu cuối cùng của mình. Quỳnh Như, Hoàng Thị Loan. Loan đá nghịch chân ở bên cánh trái, bóng không đến được với vị trí của Bích Thùy. Nhưng còi đã cất lên. Như vậy thì có một yếu tố cũng rất quan trọng khi chúng ta trải qua một giải đấu không như ý tại AFF cách đây một năm, đó là giải đấu được tổ chức trên sân cỏ nhân tạo. Thiệt thòi rất lớn cho đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với những đối thủ có lối chơi thiên về sức mạnh, bóng dài như Philippines hay Myanmar. Còn ngày hôm nay với điều kiện mặt sân rất lý tưởng tại sân vận động Modrogteco cũng như việc đá vào khung giờ muộn, chúng ta sẽ có một điều kiện tốt nhất để thử hết khả năng. Tiến dụng bóng sâu xuống, Bích Thùy làm tường, đấy là Huỳnh Như. Bóng vẫn trong chân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Bích Thùy nhà mà chơi rất quyết liệt, cho đó là pha va chạm ngay giữa vòng cấm.
Nga đánh chặn tốt. Việt Dung đường truyền rất hay. Huỳnh Như, vẫn là Huỳnh Như quạt bóng. Huỳnh Như ngã rồi nhưng không có tín hiệu nào cắt còi từ trọng tài của Campuchia. Tốc độ trận đấu đang diễn ra rất cao trong những phút vừa qua. Đó là một pha bóng tốt của đội tuyển nữ Việt Nam. Bây giờ thì đội bạn đang có tình huống lên bóng ở cánh phải. Chúng ta đang cố gắng phối hợp với những đường truyền nhịp nhàng để có thể phá vỡ được hàng phòng ngự màu trắng đang được tổ chức tốt của Myanmar. Rõ ràng là ở trận chung kết ngày hôm nay, bạn đã có sự nghiên cứu và rút kinh nghiệm sâu sắc từ trận thua ở vòng 3. Trận đấu đó thì đội tuyển nữ Việt Nam đã có bàn thắng sớm từ phút thứ 10 của Huỳnh Như. Mọi thứ ngày hôm nay đương nhiên là khó khăn hơn. Pha lên bóng sở trường của Thu Thảo ở cánh phải. Bóng trở viên không thành công đối với Bích Thủy. Thảo là một trong những trường hợp hiếm hoi từ đầu giải của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, hoàn toàn nằm ngoài vòng xoay tua của đội tuyển máy chụp. Đây là pha bóng khá nhạy cảm, diễn ra rất nhanh. Chúng ta cũng không thể nhận định rõ là tác động của hậu vệ Myanmar đến đâu. Bí Nga tiếp dùng Thái Thị Thảo quyết định đá chắc bóng. Chuẩn Thị Thu thả bóng sâu xuống. Việt Dung, Việt Dung ra đây. Huỳnh Như khung thành trống rồi và tỷ số là 1-0. Đã có bàn thắng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, lại là Huỳnh Như. Vậy là chúng ta chỉ có chờ sau khoảng hơn 2 phút so với ở trận đấu gặp nhau ở vòng bảng thôi. Phút thứ 12 và lưới của Myanmar đã rung lên, tiếp tục làm tình huống mà Huỳnh Như và Việt Dung đã tỏa sáng. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại đường truyền này. Di chuyển rất hay của Tiết Dung và pha dưới người của Tiết Dung đã trở thành một đường kiến tạo không thể dễ dàng hơn cho Huỳnh Như. Và chạm bóng quá đơn giản của Huỳnh Như. Nhưng trước đó là tình huống phối hợp tập thể tuyệt vời của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đó cũng là sức mạnh lớn nhất mà huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn cố gắng xây dựng cho các học trò. Nụ cười thật hiền hậu của huấn luyện viên Mai Đức Chung và khoảnh khắc ăn mừng mà chúng ta vẫn thường thấy ở Huỳnh Như. Có vẻ như phép cộng giữa Tuyết Dung và Huỳnh Như đang trở thành một mối nguy thường trực cho hàng phòng ngự của Myanmar, không anh Quốc Việt? Và trong phần bình luận trước trận thì huấn luyện viên Đặng Phương Nam cũng đã nhắc tới Tuyết Dung. Tuyết Dung từ đầu SEA Games không thực sự có duyên trong những cơ hội của mình, chưa có bàn thắng nào. Và huấn luyện viên Đặng Phương Nam đã rất chờ đợi Tuyết Dung sẽ lên tiếng ở trận chung kết. Và chưa cần tới bàn thắng, đóng góp của Tuyết Dung trong pha bóng vừa rồi đã là quá tuyệt vời. Chúng ta vẫn phải hết sức đe chừng pha lấy bóng cho Myanmar. Đường truyền của Kim Malatun là bóng lót tốt của Diễm My. Chúng ta sẽ cần Diễm My tiếp tục thi đấu tập trung và tỉnh táo như vậy. Đây là hậu vệ thòng có vai trò rất quan trọng trong cách vận hành hàng thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở SEA Games năm nay. Sau khi chúng ta không có được sự phục vụ của Trương Thị Kiều thì Diễm My là người được chọn cho vị trí chốt chặn cuối cùng nơi hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Trung vệ nhằm 1996 này mặc dù không sở hữu chiều cao quá ấn tượng, khả năng bọc lót và đặt tình huống là rất tốt. Một tình huống thoát tim đối với hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Rất may là cột dọc đã cứu nguy cho chúng ta. Những diễn biến cực kỳ hấp dẫn của trận chung kết. Đến lượt Việt Nam, Thái Thị Thảo đã không thể đoạt bóng được phá lăn xả cầu thủ bên phía Myanmar. Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 đang diễn ra rất hay. Nên nhớ rằng sau bàn mở điểm của Huỳnh Như, chúng ta cũng đã gặp rất nhiều khó khăn ở vòng bảng khi mà Myanmar vùng lên. Bây giờ là lúc mà hàng phòng ngự của chúng ta phải thi đấu với trên 100% sự tập trung. Bài học ở vòng đấu bảng vẫn còn đó. Đây là Cooper Kine. Trần Thị Thu. Việt Nam đã nhận 3 bàn thua tại SEA Games năm nay thì 2 bàn tới từ những quả tạt của đối thủ. Bóng bổng sẽ là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm đặc biệt. Huỳnh Như lại pha chạy chỗ rất hay. Một Huỳnh Như ở phía trên. Huỳnh Như đảo chân, vẫn là Huỳnh Như có đồng đội tiếp ứng đường chuyền hay. Bích Thủy. Khi Malatun không quá lâu sau khi tỉa một đường bóng nguy hiểm ở phía trên đã lao về vào phòng ngự. Chúng ta cũng phải thấy tầm ảnh hưởng của số 10 bên phía
Myanmar hãy nhìn những bước chạy của Kim Marathon. Và hình như thì như thường lệ vẫn luôn biết cách đưa ra những giải pháp hợp lý nhất. Những pha phối hợp giữa bộ ba Tuyết Dung, Huỳnh Như và Bích Thủy vẫn luôn là những bài tập được huấn luyện viên Mai Đức Chung đặc biệt chú trọng. Khi mà ngày hôm nay trong sơ đồ mà huấn luyện viên Mai Đức Chung bố trí thì Huỳnh Như vẫn là người chơi cao nhất, nhưng trong những thời điểm mà chúng ta có cơ hội thì Huỳnh Như cùng với Bích Thủy và Tuyết Dung sẽ chơi như là ba tiền đạo. Và ba cầu thủ này cũng có thể hoán chuyển vị trí rất linh hoạt cho nhau và có thể mang tới sự đa dạng cũng như biến hóa cho thế công của chúng ta. Hải Linh. Trên sân lúc này thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang có 3 cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội 1 là Hải Linh, Hoàng Thị Loan và Thái Thị Thảo. Thúy Nga rất an toàn. Trung vệ của Thái Nguyên T và T. Một trường hợp nở muộn của bóng đá nữ Việt Nam. Ở tuổi 30 thì cô mới có cơ hội đầu tiên để tham dự SEA Games. Đây có lẽ là những phương án mà huấn luyện viên Uki Tetsuo đã để dành cho hiệp 2. Nhưng việc Việt Nam vượt lên quá sớm đã khiến cho vị chiến lược gia của Myanmar phải thay đổi kế hoạch A của mình. Ông Tetsuo không thể chờ thêm nữa với thế trận hiện tại mà Myanmar đang có ở trên sân. Buộc phải có những sự điều chỉnh khi mà Việt Nam đang không chỉ có lợi thế về mặt điểm số mà thế trận cũng đang nghiêng về phía các cô gái của chúng ta. Momotun và San Tho Tho là những cầu thủ cũng đã được chúng ta nhắc đến. Những mũi công nguy hiểm của Myanmar đã vào sân. Trận tấn công của Myanmar chắc chắn sẽ được cải thiện và chúng ta cần một ngày làm việc hiệu quả của hàng phòng ngự. Ở những trận đấu trước đó thì vị trí mắc lỗi nhiều nhất của chúng ta là Thúy Nga, nhưng ngày hôm nay đã có những tín hiệu rất tích cực trong việc bọc lót cũng như là các tình huống phòng ngự của hậu vệ sinh năm 1991 này. Trong cách phòng ngự của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thì Thúy Nga ở bên cánh phải và Trần Thị Thu ở bên cánh trái là những người thường xuyên dâng cao để cố gắng tranh chấp. Còn Diễm My sẽ là người đóng vai trò bọc lót. Trận chung kết vẫn còn rất dài phía trước. Sẽ là một quả đá phạt góc cho Myanmar. Có một sự trùng hợp là năm nay bóng đá Việt Nam và Myanmar gặp nhau ở hai trận đấu cuối cùng của mình tại SEA Games. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ góp mặt ở trận đấu tranh huy chương vàng của nội dung dành cho nữ thôi. Còn ở trận đấu của nam thì chúng ta sẽ cạnh tranh với Myanmar ở trận đấu tranh huy chương đồng diễn ra vào ngày mai. Quý vị khán giả đừng quên là những diễn biến trong những ngày cuối cùng của SEA Games 32 cũng sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả thông qua các kênh sóng của hệ sinh thái thể thao VTV Cup. Đây là ông Uki Tetsuo, huấn luyện viên của Myanmar. Một chi tiết khá thú vị là ông Tetsuo từng làm việc cùng huấn luyện viên Toshiya Miura khi còn là cầu thủ. Vào giai đoạn những năm 1999 và 2000 khi ông Miura huấn luyện ở Omiya Adiya, thì lúc đó ông Tetsuo là một tiền vệ trung tâm. Nếu nói về quãng thời gian gắn bó và hiểu các đội tuyển nữ ở trong khu vực thì có lẽ ít người có được bề dày kinh nghiệm và sự yêu mến cũng như là sự trải nghiệm như là huấn luyện viên Mai Đức Chung. Có một độ vênh rất lớn khi chúng ta so sánh kinh nghiệm làm việc tại Đông Nam Á và sự am tường bóng đá khu vực giữa hai huấn luyện viên. Thúy Nga. Ở câu lạc bộ Thái Nguyên T và T thì Thúy Nga cũng luôn là hậu vệ được giao trọng trách sẽ có những đường chuyển vượt tuyến lên phía trên cho các tiền đạo. Những đường chuyển của Thúy Nga có độ chính xác cao. Và ở SEA Games này
trong lần đầu tiên góp mặt, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng tận dụng khả năng đó của Thúy Nga cho một vài những phương án tấn công mới mẻ hơn của đội tuyển nữ Việt Nam. Trước Thúy Nga thì cũng không có nhiều trung vệ của Thái Nguyên khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, có chăng chúng ta chỉ kể ra được trường hợp của Hải Hòa. Đây sẽ là pha ném biên mà thôi, không phải quả đá phạt. Không, sẽ là quả đá phạt cho chúng ta. Được thực hiện sẽ là Lý Nga. Rất nhiều cầu thủ nữ Việt Nam phải thi đấu với tấm băng đầu gối trắng xóa, mà từng có giai đoạn điều kiện để chữa trị chấn thương là rất hạn chế. Treo bóng rất khó chịu. Rồi, đây là thời cơ, bóng ở trước cửa khung thành nhưng không có cú sút. Và ra vào không tốt của thủ môn về phía Myanmar. Thủ thảo dứt điểm. Nhưng có quá đông cái bóng trắng. Vẫn là cơ hội cho chúng ta. Thúy Nga. Chuyển hơi sâu một chút. Với một cầu thủ lần đầu lên tuyển và tham dự một giải đấu lớn thì có thể nói Thúy Nga đã hòa nhập rất nhanh. Hơi tiếc là Bích Thùy có lẽ cũng bất ngờ khi mà thủ môn đội bạn đã hụt bóng. Và có một thông tin rất thú vị mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là trên sân lúc này của chúng ta thì đang có sự hiện diện của đội trưởng của 5 trên 6 câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia. Đó là Kim Thanh của Thành phố Hồ Chí Minh, trước đó là Huỳnh Như, đó là Thúy Nga của Thái Nguyên T&T, đó là Diễm My của Than Khoáng Sản Việt Nam, đó là Thái Thị Thảo của Hà Nội và đó là Tuyết Dung của Phong Phú Hà Nam. Có thể nói là một đội tuyển captain của chúng ta đang hiện diện trên sân vào lúc này, những tinh túy nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta đang có một lứa cầu thủ thực sự rất đẹp và hoàn toàn có thể tin vào những điều tuyệt vời hơn ở phía trước. Chính Huỳnh Như trước trận đấu cũng đã phát biểu rằng không chỉ là tấm huy chương vàng thứ tư mà Huỳnh Như còn mong toàn đội sẽ tiếp tục giữ tinh thần và hướng tới những tấm huy chương vàng thứ năm, thứ sáu. Nếu như để tìm ra một cầu thủ ở tuổi 32 mà vẫn thi đấu một phong độ như Huỳnh Như thì quả là hiếm, không chỉ của khu vực Đông Nam Á mà còn trên thế giới nữa. Ngay cả những cầu thủ nam cũng khó có thể đạt được cái hiệu suất ghi bàn ấn tượng đến như vậy ở tuổi 32. Đây có thể là cơ hội cho Myanmar. Chúng ta cần dè chừng cú sút. Và dứt điểm không tốt của số 12 bên phía Myanmar. Và ra chân của Juper Kine. Sau khi có những điều chỉnh trên hàng công thì số 12 đã chuyển sang bên phía cánh trái. Hàng thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn cần hết sức tập trung, không trúng tâm bóng. Đây cũng có thể coi là cơ hội cho Myanmar. Những sự điều chỉnh đã buộc phải đến từ rất sớm và những kế hoạch của huấn luyện viên phía đội tuyển nữ Myanmar đã phải thay đổi. Nhưng chúng ta thì đang chơi với một đội hình tốt, tinh thần tốt và chúng ta đang có những cơ hội cùng với lợi thế dẫn bàn, cần phải phát huy những điều này. Và áp sát rất tốt của Thúy Nga. Tốc độ của Thu Thảo vẫn kịp. Thu Thảo có vẻ như bóng chạm tay của đủ bên phía Myanmar. Cánh tay của số 16 bên phía Myanmar đã giang ra, khiến cho diện tích cơ thể mình to bất tự nhiên và rõ ràng là ảnh hưởng tới cơ hội của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và đúng như những gì chúng ta kỳ vọng, đội tuyển nữ Việt Nam đã có bàn mở tỷ số từ khá sớm. Cánh tay của cầu thủ Myanmar giang cao hơn vai nên trọng tài quyết định cắt còi là chính xác. Và
bằng cắt vừa rồi của Hải Linh đã cho chúng ta thấy là tại sao ngày hôm nay huấn luyện viên Mai Đức Chung sử dụng cầu thủ này chứ không phải là Dương Thị Vân. Đó là những phương án mà huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tận dụng chiều cao tốt hơn của Hải Linh với những tình huống đánh đầu. Đúng là Thúy Nga đang được huấn luyện viên Mai Đức Chung bật đèn xanh cho những pha dâng lên và đánh chặn sớm. Các đồng đội sẽ ở phía sau sẵn sàng bọc lót. Kim Malatun với 1-2 ở trung lộ. Đó là một lỗi hợp lý của Hải Linh. Một pha phạm lỗi cần thiết. Không để cho hàng thủ bị đánh vỗ mặt. Hải Linh là một trong những cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong khoảng 2 năm trở lại đây. Thì được huấn luyện viên Mai Đức Chung tin tưởng trong áo đội tuyển quốc gia. Trước đó thì lứa cầu thủ sinh năm 2001 của Hải Linh như là Thanh Nhã, Vạn Sự hay là Vũ Thị Hoa có một quãng thời gian tỏa sáng trong các giải trẻ của bóng đá nữ Việt Nam. Chứ không có gì nguy hiểm cho khung thành của Kim Thanh. Trong những cầu thủ cùng lứa thì Hải Linh là người được sử dụng nhiều nhất tại SEA Games 32 trong cả hai vai trò là trung vệ và tiền vệ trung tâm. Ở một số trận đấu khi câu lạc bộ Hà Nội 1 gặp những đối thủ yếu hơn ở giải vô địch quốc gia, cá nhân tôi thấy Hải Linh còn được xếp đá tiền đạo. Đúng là như vậy. Một cân bài có thể nói là vạn năng. Được tranh cướp rất tốt, có tiếp ứng của Thái Thị Thảo. Thái Thị Thảo luôn là như vậy, có mặt ở mọi điểm nóng. Cầu thủ gốc Nghệ An nhanh chóng tìm lại phong độ sau chấn thương dây chằng. Với sự xuất hiện của Thái Thị Thảo thì tuyến giữa của chúng ta đang có một lực lượng đảm bảo về cả số lượng lẫn chất lượng. Khi mà đến những cầu thủ như Dương Thị Vân hay Thùy Trang vẫn phải chờ đợi cơ hội của mình từ băng ghế dự bị. Những tình huống xử lý bóng của hình như vẫn là điều mà chúng ta phải nhìn lại ít nhất là một lần. Hình như là mẫu tiền đạo hiện đại, không quá phô trương về mặt kỹ thuật, nhưng những pha xử lý của Huỳnh Như đề cao nhất đó là sự hiệu quả. Chỉ đã có rất nhiều ý kiến chuyên môn cho rằng tư duy chơi bóng và khả năng đỡ bước một của Huỳnh Như là cực kỳ xuất sắc với bất cứ một tiền đạo nào, kể cả tiêu chuẩn của tiền đạo bóng đá nam. Tất nhiên là trong bóng đá nữ thì thua thiệt về tốc độ hay thể hình thể chất là khó có thể săn lấp. Áp sát rất tốt, bóng vẫn được Myanmar đưa lên. Và có mặt đúng lúc đúng chỗ của Thúy Nga. Thêm một điều nữa, chúng ta có thể nói về Huỳnh Như là một cầu thủ đến với bóng đá chuyên nghiệp khá muộn. Khi mà 16 tuổi thì Huỳnh Như mới bắt đầu lên đội Thành phố Hồ Chí Minh tập. Nhưng quãng thời gian phát triển sau đó của Huỳnh Như phải nói là thần tốc, với tố chất sẵn có và phong thái của một thủ lĩnh cũng sớm được Huỳnh Như thể hiện trong cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Và huấn luyện viên Mai Đức Chung đã từng chia sẻ rằng khi mà Huỳnh Như còn có mặt ở trong đội tuyển thì tấm băng đội trưởng không có một chủ nhân nào khác. Đó là điều không ai phải bàn cãi với những gì Huỳnh Như đã thể hiện. Những phút vừa qua thì chúng ta đã bắt đầu chơi chậm lại. Đội tuyển Việt Nam đã có rất nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm ở những trận đấu đỉnh cao trước một đội bóng có lối chơi tốc độ mạnh mẽ như Myanmar. Thì chúng ta phải điều tiết trận đấu một cách linh hoạt và hợp lý theo từng thời điểm. Sẽ rất nguy hiểm nếu như bị cuốn theo lối đá nhanh và với cường độ cao của Myanmar. Đó là điều mà đội tuyển Thái Lan đã dính phải ở trận bán kết. Dù cho dẫn trước 2-0 thì họ lại không thể kiểm soát được nhịp độ và cuối cùng Myanmar mới là những người có mặt ở đây và trở thành đối thủ của chúng ta. Thái Thị Thảo có mặt ở khắp nơi. Sẽ có quả đá phạt cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trong khoảng 30 phút đã qua của hiệp 1, các bạn thấy được là các tuyến đang, các vị trí đang thi đấu rất linh hoạt và có một sự ổn định tốt. Myanmar đã phải có hai sự điều chỉnh ngay khi trận đấu chưa diễn ra đến một nửa thời gian của hiệp 1. Rõ ràng là họ đang bối rối. Đó là cơ hội để chúng ta thừa thắng xông lên khi mà các vị trí đến thời điểm hiện tại vẫn đang chơi rất ổn định. Thúy Nga sau những lúng túng tại vòng bảng ngày hôm nay đã cho thấy sự chắc chắn và đó là câu trả lời cho sự tin tưởng của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bây giờ
thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có một quả đá phạt trực tiếp với góc sút phạt tương đối rộng, có lẽ sẽ là một tình huống treo bóng vào khu 16m50. Hơi sâu, chưa có ai sẵn sàng nhập thành. Còn khoảng 15 phút là hiệp 1 sẽ khép lại và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt thế trận. Tiếp tục là pha bọc lót tốt của Diễm My. Hậu vệ luôn thi đấu rất thông minh. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang có một lứa cầu thủ thi đấu nhuần nhuyễn, gắn bó lâu năm cùng nhau. Nên khi đạt độ chín thì các cầu thủ luôn biết cách gắn kết và thi đấu sao cho chính các đồng đội cũng cảm thấy thoải mái nhất. Điều đó cũng giúp cho luyện viên Mai Đức Chung có thể thực hiện rất nhiều mảng miếng và những đường đánh luân chuyển đội hình đa dạng. Hải Linh cắt bóng tốt, Huỳnh Như chơi rất rộng, đường truyền dọc biên xuống cho Tuyết Dung, tốc độ của Tuyết Dung đưa bóng vào. Thái Thị Thảo tranh cướp rất tốt. Hơi tiếc là vừa rồi Thái Thị Thảo lại không tự tin quay lên và có pha dứt điểm. Nhưng xử lý hơi theo bài. Thái Thị Thảo luôn rất chủ động trong những tình huống bóng hại. Phong thái và cách chơi bóng của Thái Thị Thảo luôn luôn cho thấy sự yên tâm. Cầu thủ chơi không ngại va chạm, năng điều tiết bóng cũng như là hỗ trợ phòng ngự rất tốt. Vai trò của Thái Thị Thảo trong 2/3 thời gian đã qua của hiệp 1 đã được thể hiện một cách rõ nét. Khi Malatun, hàng thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn đang chơi tốt. Cơ hội nguy hiểm nhất mà Myanmar có được là một cú sút xa. Tiếp tục là tình huống chọn chỗ tốt của Diễm My. Tuyết Dung rất cố gắng, vẫn là Tuyết Dung, tuyệt vời Tuyết Dung. Đây là Huỳnh Như, Bích Thùy đang băng lên nhưng vẫn là Huỳnh Như chân trái. Đá hơi nhẹ. Một lần nữa chúng ta thấy được sự kết nối tuyệt vời giữa Tuyết Dung và Huỳnh Như. Hướng tấn công bên cánh trái đang làm hướng tấn công cực kỳ lợi hại của đội tuyển nữ Việt Nam, vẫn là những tình huống xử lý kỹ thuật của Huỳnh Như. Góc sút là hơi hẹp và cơ hội là không nhiều cho Huỳnh Như ở cú sút này. Rõ ràng là thế trận của chúng ta đang rất đáng lạc quan, đúng không chị Phương Nguyệt? Đúng là như vậy. Có vẻ như là đội bạn đang hoàn toàn phải cuốn theo lối chơi của chúng ta. Họ không tiếp cận được với khung thành của Kim Thành. Và đó là lý do vì sao mà Myanmar đang phải sử dụng nhiều hơn những tình huống dứt điểm cầu may ở ngoài khu vực 16m50. Có lẽ là tôi nghĩ rằng họ đang cần những khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp để điều chỉnh lại tâm lý cũng như là lối chơi. Nhưng ít nhất họ phải chờ thêm khoảng hơn 10 phút nữa. Hôm nay là một ngày rất thành công với đoàn thể thao Việt Nam, thì chúng ta đã có tổng cộng 16 tấm huy chương vàng và tiếp tục bứt phá ở trên bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng là 123 tấm huy chương vàng, bỏ xa đoàn xếp sau là Thái Lan, người đang có 93 huy chương vàng. Và hy vọng là sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta sẽ nhận thêm một tin vui từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Có gì tuyệt vời hơn khi chúng ta kết thúc ngày thi đấu hôm nay với một tấm huy chương vàng ở môn bóng đá nữ. Đó sẽ là một ngày với trọn vẹn niềm vui dành cho những người hâm mộ thể thao Việt Nam. Lúc này thế trận trên sân vẫn đang là rất tích cực. Chúng ta đang hoàn toàn kiểm soát lối chơi và khiến cho đối thủ ở thế bị động. Và thực tế là trong chiến thắng cách đây một năm tại sân Cẩm Phả thì dù cách biệt chỉ là một bàn, nhưng đó cũng là trận đấu mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chơi rất chắc chắn và kiểm soát được đối thủ. Kinh nghiệm trong những trận đấu loại trực tiếp, trong những trận đấu sinh tử vẫn là điều Việt Nam vượt trội hơn so với Myanmar. Đó cũng là đánh giá chung của rất nhiều người làm chuyên môn cũng như các nhà báo đang tác nghiệp tại Campuchia. Đã đang gây áp lực bên phần sân của Myanmar và cắt bóng tốt. Huỳnh Như, Bích Thùy
đang chờ đồng đội băng lên, rất từ tốn, không vội vàng. Những phút cuối hiệp và Việt Nam hiểu rằng phải kiểm soát. Lại là đường truyền của Thái Thị Thảo, Hải Linh. Thái Thị Thảo có thể thực hiện những đường truyền sau đầu hàng thủ đối phương bằng cả hai chân. Có cảm giác như những đường bóng của đội tuyển Việt Nam trong những phút đã qua luôn cho chúng ta cảm giác yên tâm. Đúng thế. Những pha phối hợp của các cầu thủ ngay ở cả phần sân nhà cũng không cho thấy cái sự rủi ro. Quỳnh Như. Rồi, Thái Thị Thảo. Rất tiếc là tình huống sút bóng vừa rồi của Thái Thị Thảo, lực đi của bóng là hơi nhẹ và đã không có một cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Miên mà. Có vẻ như Thúy Nga đã kiếm về cho chúng ta một quả đá phạt. Đây là pha đi bóng rất hay ở góc biên của Huỳnh Như. Đúng là pha dứt điểm không được như ý của Thái Thị Thảo. Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn đang cực kỳ cảm xúc trong từng pha bóng. Cũng như thể là chưa từng giành được một huy chương vàng nào vậy. Phải nói là động lực và quyết tâm chinh phục của ông Mai Đức Chung đã được lan tỏa với các cầu thủ. Và theo những khẩu hình mà chúng tôi nhìn được trên màn hình thì có vẻ như huấn luyện viên Mai Đức Chung nói là tiếc quá, phải tập trung vào. Chúng ta cần chắc chiêu mọi cơ hội có được. Thì cách biệt lúc này chỉ là một bàn mà thôi. Và đây là trận chung kết. Thúy Nga đang gặp chấn thương ở cổ chân sau pha va chạm với cầu thủ của Myanmar. Các vị trí hàng hậu vệ mà đội tuyển nữ Việt Nam có ở SEA Games năm nay chỉ còn một sự lựa chọn nữa, đó là Thu Thương. Thu Thương cũng làm trung vệ có khả năng xử lý bóng cũng như là thể hình tương đối tốt. Cáng đã được đưa vào. Hy vọng là Thúy Nga vẫn có thể tiếp tục trận đấu. Một pha va chạm khá mạnh trong một tình huống 5 năm. Chúng ta cũng có thể đưa Hải Linh xuống chơi trung vệ. Đúng là như vậy. Và có thể đó sẽ là phương án được huấn luyện viên Mai Đức Chung sử dụng. Dương Thị sẽ vào sân và Án Nữ ở giữa sân. Có lẽ là Thúy Nga gặp chấn thương và sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Hơi đáng tiếc. Chúng ta đã thấy những giọt nước mắt. Thúy Nga thực sự đã có một trận đấu đầy nỗ lực và đáp lại niềm tin của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Rất đáng tiếc cho Thúy Nga, một người đã chờ đợi phải nói là quá lâu, đến tận quãng cuối sự nghiệp để có những cơ hội cuộc đời như thế này. Nhưng không sao cả, hãy hy vọng rằng các cầu thủ còn lại của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chiến đấu thay phần của Thúy Nga. Dương Thị Vân vào sân, Hải Linh sẽ được kéo về đá trung vệ và tuyến giữa của chúng ta sẽ được trả lại cho Dương Thị Vân cùng với Thái Thị Thảo. Góc sút khá đẹp nhưng khoảng cách là hơi xa. Bích Thùy có thể sẽ là người thực hiện. Đã từng ghi không ít bàn thắng tại giải vô địch quốc gia của đá như này. Quyết định đá dưới rào. Bóng xuống rất tốt, được phản công của đối phương. Để cho đường chuyền về cho Diễm My là hơi khó. Myanmar đang có rất đông người. Nếu cần thì chúng ta có thể phạm lỗi. Ngay lập tức áp sát và không để cho pha tấn công với 5 cầu thủ của Myanmar đe dọa tới thủ thành Kim Thanh. Đó là pha áp sát rất tốt của Hoàng Thị Loan. Cùng vị trí trên sân của chúng ta đều đang chơi với 100% tập trung. Thu Thảo. Thu Thảo còn có một người chị em song sinh là Phương Thảo. Cũng thi đấu cho đội Thành phố Hồ Chí Minh 1 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thu Thảo rất đa năng. Từng chơi hậu vệ biên, tiền vệ biên, trung vệ và cả tiền vệ trung tâm. Đường bóng dài ra cánh.
Và đó là pha cắt bóng bằng chân trái tốt của Thu Thảo. Hoàng Thị Loan. Hoàng Thị Loan đang ngày một tiến bộ từ vị trí của một cầu thủ dự bị. Có những thời điểm phải dự bị cho Mỹ Anh. Thì Hoàng Thị Loan đang dần trở thành một lựa chọn cứng ở bên cánh trái của tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Dương Thị Vân đã vào sân. Vừa rồi có vẻ như Hoàng Thị Loan chủ động đá bóng ra ngoài biên để chúng ta có đủ người. Còn 5 phút nữa là hiệp 1 sẽ khép lại. Rất tiếc cho Thúy Nga, hy vọng chấn thương cổ chân sẽ không quá nghiêm trọng để cô có thể tiếp tục hành trình hướng tới World Cup cùng với huấn luyện viên Mai Đức Chung và các đồng đội. Phút cuối hiệp 1 và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang nhường sân đá chắc chắn. Một bàn là vốn liếng rất ổn để chúng ta bước vào giờ nghỉ giải lao. Mama Sue. Thêm một pha phất bóng dài. Lối chơi của Myanmar khá chân phương. Nếu như chúng ta vẫn duy trì được tiết tấu và nhịp độ ở mức vừa phải thì Myanmar sẽ rất khó chơi. Dương Thị Vân mới vào sân và có lẽ cần thêm một chút thời gian để tiền vệ của Than Khoáng Sản Việt Nam bắt nhịp với trận đấu. Và xử lý đầu tiên chưa tốt cho lắm. Đây là May Thét Min. Pha bóng an toàn của Dương Thị Vân. Ở trên có Huỳnh Như. Khi Malatun đã đẩy bóng sang cánh. Hàng thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn đang chơi rất tập trung. Dương Thị Vân có thể phản công. Viết Dung đang băng lên. Viết Dung bóng chuỗi hơi nhanh một chút. Myanmar đã xuất tướng và tiếp ứng cho đồng đội. Trong giờ nghỉ giải lao thì chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị khán giả với phần bình luận giữa trận. Có sự tham gia của huấn luyện viên Đặng Phương Nam và cầu thủ Phạm Thị Tươi, người đã cùng với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30. Cũng là thành viên trong đội hình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt qua vòng loại World Cup. Đây là khoảng lặng cần thiết cho chúng ta. Phút cuối hiệp đang diễn ra chậm rãi. Tỷ lệ đội hình đã được đảm bảo phần sân nhà. Và Myanmar chưa thể tìm được những phương án để đe dọa vào 1/3 cuối sân. Đây là San Tho Tho, người đã lập một cú hat-trick khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận thất bại 3-4 trước Myanmar ở trận tranh hạng 3 của giải vô địch Đông Nam Á cách đây một năm. Xét về thành tích đối đầu thì Myanmar mới chỉ 3 lần thắng đội tuyển Việt Nam trong tổng cộng 26 lần từng gặp nhau ở quá khứ. Chúng ta có được 18 chiến thắng, 5 lần hòa và chỉ 3 lần thua. Tại SEA Games thì hoàn toàn bất bại. Huỳnh Như, pha khống chế quá hay của Huỳnh Như. Thái Thị Thảo, Tuyết Dung. Đã có lỗi của Myanmar. Đội tuyển Việt Nam được hưởng không ít quả đá phạt ở những vị trí quanh rìa vòng cấm. Hy vọng là chúng ta có thể tận dụng. Thái Thị Thảo. Và triển khai bên cánh cho Myanmar. Ngay lập tức áp sát là Hải Linh. Như chúng tôi đã đề cập từ đầu trận thì Hải Linh là cầu thủ rất đa năng, có thể đá mọi vị trí theo trục dọc. Hải Linh sẽ chám vào vị trí của Thúy Nga ở hàng thủ.
với thể hình, sức trẻ và khả năng va chạm tốt, Hải Linh cũng có thể trở thành một trung vệ dập rất hiệu quả. Một đường bóng dài nguy hiểm, Kim Thành đã tỉnh táo. Sẽ có 4 phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên. Phật bóng hơi sâu một chút của cầu thủ bên phía Myanmar và không có cơ hội cho ngòi nổ nguy hiểm Win Thay Tun. Đường bóng dài của Hoàng Thị Loan. Thuộc về Myanmar. Gần một nửa thời gian bù giờ của hiệp 1. Trực tuyến rất tốt của Thu Thảo, nhưng vẫn là bóng trong chân Myanmar. Phản tạt không tốt. Hậu vệ biên số 16 của Myanmar gần như không nên tham gia tấn công. Đường bóng dài rất chân phương của đội bóng áo trắng và chưa thể làm khó đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chỉ được bổ nhiệm 2 ngày trước khi SEA Games diễn ra thì bản thân huấn luyện viên Yuki Tetsuro cũng đang trong giai đoạn làm quen với các cầu thủ, hoàn toàn khác so với huấn luyện viên Mai Đức Chung, một người đã rất thấu hiểu các học trò của mình. Huỳnh Như có thể lùi xuống và kết nối lối chơi rất tốt. Sán Tho Tho không qua được Hoàng Thị Loan. Thị Loan luôn mang lại sự yên tâm trong những pha giành cướp tay đôi. Lực ở biên của cầu thủ Myanmar, bóng đã đi hết được biên dọc. Trong lịch sử bóng đá nữ tại SEA Games thì có 17 lần môn bóng đá nữ được đưa vào hệ thống thi đấu. Xin lỗi quý vị, có 12 lần môn bóng đá nữ được đưa vào hệ thống thi đấu. Và mới chỉ có Việt Nam và Thái Lan là giành vàng. Chúng ta có 7 lần lên ngôi hậu và 5 lần còn lại thì về người Thái. Về phía Myanmar thì họ chính là những người giành huy chương đồng nhiều nhất, với tổng cộng 7 tấm huy chương đồng. Cùng với đó là 3 lần vào chung kết nhưng chỉ có được huy chương bạc. Diễm My. Bóng vẫn còn trong sân. Đây cũng là cơ hội lớn đầu tiên của Diễm My ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trước đó trong 2 kỳ SEA Games 30 và 31 thì cô cũng có trong thành phần nhưng chỉ là một cầu thủ dự bị. Còn tầm ảnh hưởng của Diễm My ở hàng thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở SEA Games năm nay là rất lớn. Trọng tài vừa thổi phạt với Hải Linh. Kim Malatun sẽ là người đứng trước bóng trong tình huống có lẽ là cuối cùng của hiệp 1. Cú chơi bóng khá nguy hiểm nhưng vẫn hơi sâu và không có gì khó khăn với Kim Thành. Hai hồi còi khép lại hiệp đấu đầu tiên của trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32 cũng đã được cất lên. Với bàn thắng của Huỳnh Như thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang dẫn trước Myanmar với tỷ số 1-0. Một hiệp đấu mang lại rất nhiều tín hiệu lạc quan cho các khán giả Việt Nam.
khi mà chúng ta có được bàn dẫn trước, đồng thời kiểm soát rất tốt thế trận ở trên sân. Và hy vọng điều này sẽ tiếp tục được lặp lại trong hiệp 2 để chúng ta được hưởng niềm vui với tấm huy chương vàng thứ tư liên tiếp. Đội tuyển Việt Nam không chỉ có được bàn thắng mà còn có một thế trận rất tốt. Chúng ta đã không để cho Myanmar có được những pha tấn công nguy hiểm. Bất chấp đội bạn đã có một tình huống dứt điểm trúng xà ngang thì đó cũng là một pha sút xa mang tính tương đối hữu hoạn. Hy vọng là thế trận tốt cũng như điểm kiểm soát sẽ tiếp tục được đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam duy trì trong hiệp 2. Bước sang hiệp 2 thì hai bên sẽ đổi sân. Việt Nam của chúng ta ở bên phía tay phải với bộ trang phục áo đỏ, quần đỏ tất đỏ, phía đối diện là Myanmar. Trong hiệp 1 thì chúng ta đã có một sự thay đổi người bất đắc dĩ, đó là việc trung vệ Thúy Nga bị gặp chấn thương và phải rời sân. Tuy nhiên thì với những con người mà huấn luyện viên Mai Đức Chung có trên sân, chúng ta vẫn có được những sự điều chỉnh hợp lý. Đây là pha lên bóng ở cánh phải của Huỳnh Như, đã có sự tác động của hậu vệ bên phía đội bạn. Huỳnh Như là tác giả bàn thắng mở tỷ số của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong những trận đấu quan trọng thì chúng ta luôn có thể cậy nhờ tiền đạo gốc Trà Vinh. Cậy nhờ chính Huỳnh Như là người đã ghi hai bàn thắng ở các trận bán kết và chung kết ở SEA Games 31. Và ngày hôm nay vẫn là số 9, vẫn là Huỳnh Như mang về lợi thế cho chúng ta. Trên khán đài của sân vận động Olympic lúc này có sự hiện diện của cha mẹ Huỳnh Như, nguồn động lực vô giá và luôn luôn đồng hành với Huỳnh Như bất cứ nơi nào có thể khi mà tiền đạo này thi đấu. Và ngày hôm nay là một trận đấu như vậy, đứng trước quả phạt góc này là Tuyết Dung, rất khó chịu đánh đầu. Tiếng còi đã cất lên, nhưng đây không phải lần đầu tiên Tuyết Dung tìm thấy Hải Linh trong những pha đá phạt góc. Đó là những bài tấn công mà chúng ta đã luyện tập rất nhiều. Hải Linh là một trong những cầu thủ có thể hình tốt nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, luôn là một mối nguy hiểm trong những cố định. Trong sơ đồ xuất phát thì Hải Linh thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Khi mà Thúy Nga gặp chấn thương, Hải Linh đã được kéo về đá trung vệ và vị trí này được giao lại cho Dương Thị Vân. Một bóng rất tốt, Thu Thảo. Pha bóng như thế sẽ giúp cho Thu Thảo có thêm được sự tự tin. Để Thị Vân bọc lót. Tiện thưa quý vị khán giả theo dõi, chúng ta hãy cùng điểm lại đội hình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trên sân lúc này. Trong khung gỗ của chúng ta là thủ thành Kim Thanh, ba trung vệ sẽ là Hải Linh, Diễm My và Trần Thị Thu. Bên cánh trái sẽ là sự xuất hiện của Hoàng Thị Loan, cánh phải là Thu Thảo, giữa sân có Thái Thị Thảo và Diễm Thị Vân, trên hàng công là bộ ba Tuyết Dung, Bích Thùy và Huỳnh Như. Lên bóng cho Myanmar và vẫn có đủ người để tiếp ứng cho nhau. Thái Thị Thảo chuyền bằng chân trái, pha thả bóng ra sau lưng hàng thủ đối phương để tận dụng tốc độ của Tuyết Dung, Bích Thùy hay cả Huỳnh Như là phương án đã phát huy hiệu quả trong hiệp 1. Chính là phương án mà chúng ta đã thành công trong bàn mở điểm. Những pha tấn công ở hai biên vẫn đang được đội tuyển nữ Việt Nam phát huy tốt. Đội bạn không có được nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành Kim Thanh và chỉ tìm cơ hội từ những tình huống sút xa. Đó là tình huống mà Thái Thị Thảo đã thoát xuống rất nhanh. Rất tiếc là tiền vệ của chúng ta đã việt vị. Pha bóng khá nhạy cảm. Trong bàn thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thì cũng là tình huống 5 năm mà Tuyết Dung đã thoát xuống. Tại SEA Games 32 thì các trận đấu bóng đá không có can thiệp của VAR, nên vai trò và tác động của trọng tài biên sẽ rất lớn. Việt Nam đang chơi khá chậm trong những phút đầu tiên của hiệp 2. Chúng ta đang cố gắng chơi chắc chắn và chọn những thời điểm khác để bung lên. Đó. Rất bình tĩnh của Thu Thảo. Điều đó là hoàn toàn hợp lý khi chúng ta là đội bóng đang dẫn trước và những người sốt ruột hơn không phải là chúng ta mà là đội bạn. Đây là pha lên bóng rất tốc độ của Bích Thùy.
đột phá, cú sút. Đó, tình huống mà Bích Thùy đã quyết định đẩy bóng vào trung lộ và thực hiện một cú sửa lòng. Trái bóng đi chưa đủ hiểm hóc để có thể đánh bại được Miamiani. Và Bích Thùy, Huỳnh Như và Tuyết Dung hoán chuyển vị trí cho nhau rất biến hóa. Đá mũi trong của Bích Thùy. Quý vị có nhớ không, đó là một pha tấn công mà Tuyết Dung đã tái hiện ở trận đấu gặp nhau trước đó và ngày hôm nay là Bích Thùy. Đó là những bài tấn công chiến thuật mà chúng ta đã luyện tập rất nhiều với đôi cánh Bích Thùy và Tuyết Dung. Gần như là không mất thời gian quan sát xem đồng đội ở đâu. Chúng ta đang có một tập thể rất nhuần nhuyễn và có được mối liên kết khăng khít với nhau. Đây là pha đi bóng rất mạnh mẽ của cầu thủ bên phía Myanmar, cần bịt vào trung lộ. Rất may là phía Myanmar đã không thể tận dụng được. Khi mà đội tuyển nữ Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân đồng đều thì chúng ta ưu tiên tuyệt đối cho những tình huống xử lý bóng nhanh, hiệu quả và không rườm rà. Tất cả những tình huống phối hợp bóng đều được diễn ra với sự ăn ý. Đó là ưu tiên của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Muốn áp sát của Hoàng Thị Loan. Cắt bóng chủ động của Hải Linh. Cầu thủ 21 tuổi nhưng đã có rất nhiều trải nghiệm. Và việc được sử dụng đa năng ở nhiều vị trí khác nhau cũng cho thấy Hải Linh là người có độ am tường và ý thức chiến thuật rất tốt. Và tạt bóng. Đánh đầu khá nguy hiểm. Những tình huống bóng bổng đấy sẽ là điều chúng ta phải xem chừng. Diễm My không phải là người có thể hình tốt và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những tình huống tương tự như thế này. Trong số 3 trung vệ của đội tuyển nữ Việt Nam thì chỉ có Hải Linh là thực sự mạnh mẽ ở trong pha bóng bổng mà thôi. Di chuyển khá tinh quái của Huỳnh Như, rất tiếc là chưa thể tận dụng được khi mà hậu vệ phía Myanmar vẫn tỉnh táo. Tiền vệ an toàn, Kim Thanh, Trần Thị Thu. So với kỳ SEA Games cách đây 1 năm thì hàng thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lúc này chỉ còn Trần Thị Thu trong số 3 trung vệ. Trương Thị Kiều chấn thương, còn Lương Thị Thu thương. Tại SEA Games năm nay chủ yếu sắm vai của một cầu thủ dự bị. Trước đó thì Thu Thương cũng đã gặp một vấn đề ở đầu gối và ở giải cúp quốc gia Thu Thương cũng không tham dự. Điều đó cũng đã ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ này trước khi SEA Games diễn ra. Và thực tế là ngay từ những năm tháng còn là cầu trẻ thì Thu Thương cũng đã dính chấn thương đầu gối. Tuy nhiên những phương án thay thế của huấn luyện viên Mai Đức Chung cho tới lúc này đang cho thấy sự tin tưởng mà thầy Chung giao cho các học trò của mình đã được đáp lại. Chúng ta đang chơi tốt, rất hay. Khi chơi nữa thì Thu Thảo đã có tình huống xâm nhập khu vực 16-50. Tiếp tục là pha cắt bóng của Hải Linh. Hải Linh đang chơi rất hay từ vị trí tiền vệ cho tới trung vệ đều liên tục có những pha lăn xả và đoạt bóng. Khoảng trống đang mở ra với các chân sút của Myanmar. Trên mặt là Diễm My. Phối hợp không tốt của đội bạn. Diễm My đã giữ khoảng cách rất khôn ngoan, không ập vào, chỉ be. Cuối cùng cầu thủ Myanmar tự chuyên hỏng. Và vẫn cần hết sức dè chừng vì cách biệt lúc này mới chỉ là một bàn mà thôi. Thú Thảo. Phát xuống của Huỳnh Như hơi sâu một chút. Trên băng ghế dự bị thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn rất nhiều lựa chọn với những nhân sự chất lượng như tiền vệ Trần Thị Thùy Trang, tiền đạo Phạm Hải Yến, hay cả cầu thủ chạy cánh Thanh Nhã và Ngân Thị Vạn Sự. Hai trong số đó là những cầu thủ đã ghi bàn và lưới liền bàn. Đây là một tình huống rất nguy hiểm của đội bạn. Hoan hô Diễm My. Đó là pha thoát xuống của Win Thanh Tun. Quả chọc khe rất hay. Nhưng một lần nữa chúng ta thấy được giá trị của Diễm My. Một hậu vệ chơi rất đầu óc và thông minh, luôn biết cách đọc tình huống, chọn vị trí
để không đẩy mình vào thế khó. Đó là lý do vì sao mà Diễm My được tin tưởng ở vị trí trung vệ Thọng. Cơ hội cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Thái Thị Thảo. Quả lấp bóng. Và vào tốt của thủ môn Việt Tiến Nhiệm ạ. Nam chúng ta vẫn đang chơi chắc chắn ở phần sân nhà, và khi có cơ hội thì ngay lập tức thực hiện những tình huống xuất bóng nhanh để tạo cơ hội phản công. Chính từ một pha phất bóng của Trần Thị Thu mà chúng ta đã có được bàn thắng. Bên ngoài sân thì Thu Thương đã sẵn sàng và thất thoáng một cầu thủ có thể là Thành Nhã ra. Thành Nhã sẽ vào sân và mang tới cho chúng ta những phương án phản công tốt hơn. Thành Nhã là một cầu thủ có tốc độ tốt và với cách chơi của Thành Nhã thì cũng là một phương án chúng ta có thể phá lối chơi của đối phương. Thì Maratun vẫn sắm vai nhạc trưởng và người điều phối những đường tấn công của Myanmar. Quả đá phạt. Quả bóng không thật như ý của Thu Thảo. Rất tốt lại là Hải Linh. Nên nhớ Hải Linh năm nay mới 21 tuổi. Chúng ta đang có một cầu thủ trụ cột ở hiện tại và cả tương lai rất dài phía trước cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trên sân lúc này cũng đang là sự chuyển giao và sự kết hợp của nhiều thế hệ bóng đá nữ Việt Nam. Và với những ai thường xuyên theo dõi bóng đá nữ nước nhà thì ngay cả các lứa U19, U17 của chúng ta cũng đang được đánh giá rất cao. Và quý vị khán giả đừng quên tiếp tục đồng hành, quan tâm như dành sự ủng hộ cho các cô gái. Chuẩn bị vào sân là Thu Thương và bên cạnh Thu Thương là Thanh Nhã. Chúng ta có hai sự điều chỉnh, một ở vị trí trung vệ và một sẽ là ở vị trí tấn công. Hải Linh rời sân để nhường chỗ cho Thu Thương và Bích Thùy cũng được đưa ra nghỉ, thay vào đó là Thanh Nhã. Hải Linh đã chơi rất tốt trong khoảng gần 60 phút có mặt ở trên sân. Đây là đôi cánh, một trong hai cầu thủ chạy cánh của chúng ta trong trận đấu này, Bích Thùy đã được đưa ra nghỉ và người vào sân là Thanh Nhã. Đôi chạy mạnh mẽ và quyết tâm của Thanh Nhã. Thanh Nhã cũng là người đã có một bàn thắng trong cuộc gặp gỡ với Myanmar ở vòng bảng. Rằng ngày hôm nay thì cái duyên ấy sẽ tiếp tục được Thanh Nhã tận dụng. Hoàng Thị Loan. Người tặng bóng cho Thanh Nhã ngày hôm đó chính là Hoàng Thị Loan. Hôm nay thì Hoàng Thị Loan chưa có nhiều cơ hội leo biên tấn công. Nhưng với Hoàng Thị Loan thì cánh trái của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam luôn rất yên tâm về mặt trận phòng ngự. Gần một giờ đồng hồ chuẩn bị trôi qua tại sân Morodoktiko. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang dẫn trước với tỷ số 1-0 trước Myanmar trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32 bằng pha lập công của Huỳnh Như. Đã vẫn đang chơi chắc chắn, lợi thế có vẻ mong manh nhưng thế trận thì đang rất tốt. Thành Nhã rất nhanh, đấy chính là áp lực mà chúng ta cần. Thành Nhã sẽ khiến cho những pha cầm bóng của các thủ Myanmar ở phần sân nhà cũng phải chạy chật. Một trong những cầu thủ được huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá đã có sự tiến bộ nhất trong quãng thời gian vừa qua chính là Thành Nhã. Ở giải vô địch quốc gia thì trong áo câu lạc bộ Hà Nội, Thành Nhã cũng được chơi ở phạm vi rộng và được trao cơ hội với những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của đội bóng thủ đô. Và điều đó cũng đã giúp cho Thành Nhã có thêm được những trải nghiệm để đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia. Có thể thấy chúng ta đang có một lứa cầu thủ hòa quyện giữa nhiều thế hệ. Nhịp
cựu binh lão luyện, những cầu thủ đang đạt độ chín và cả những cầu thủ trẻ vẫn có thể trở nên hay hơn trong tương lai. Và đoạt bóng của cầu thủ bên phía Myanmar. Nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của hàng thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Diễm My rất tỉnh táo. Đó là sự bình tĩnh của Diễm My. Sự kế thừa ấy có lẽ sẽ là điều lớn nhất mà huấn luyện viên Mai Đức Chung để lại khi mà ông đã có hơn 2 thập kỷ gắn bó và cống hiến cho bóng đá nữ Việt Nam. Rất có thể đây là kỳ SEA Games cuối cùng của vị huấn luyện viên năm nay đã bước sang tuổi 72. Và không hoa chút nào nếu chúng ta dùng từ di sản của ông Mai Đức Chung. Và di sản ấy vẫn đang ngày một đồ sộ hơn. Và hy vọng là chỉ sau khoảng 30 phút nữa thôi, chúng ta sẽ lại có thêm. Cầu thủ Myanmar quyết định pháo bóng an toàn. Sau khi vào sân thì Thanh Nhã chám vào đúng vị trí mà Bích Thủy để lại ở bên phía cánh phải. Cánh trái vẫn đang là Tuyết Dung. Và Thu Thương cũng chơi đúng vị trí trung vệ lệch phải của Hải Linh. Hay trước đó là Thúy Nga. Thường đã chơi rất hay ở SEA Games 31. Và nếu như có được thể trạng tốt thì đây luôn là một trong trung vệ hay nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Một người đã từng được chờ đợi sẽ là Trương Thị Kiều mới. Chúng ta chờ đợi sự trở lại của Trương Thị Kiều. Khi đó thì chúng ta có bộ đôi Thu Thương và Trương Thị Kiều với thể hình rất lý tưởng cùng khả năng bọc lót và đọc trận đấu tốt. Đó sẽ là sự bổ sung hết sức tuyệt vời cho hàng phòng ngự của chúng ta. Tuyết Dung rồi, không thể có cú ra trần. Đưa bóng dài, môn của Myanmar đã chủ động băng ra. Trận vẫn chưa có gì là sáng sủa hơn cho đội bóng huấn luyện viên Tetsuro. Myanmar đang bế tắc trước lối chơi điềm tĩnh của đội tuyển nữ Việt Nam. Và tất nhiên là chúng ta phải tập trung trong mọi tình huống. Khoảng trống đã bị bó hẹp lại. Đó là tình huống lăn xả của Hoàng Thị Loan. Những phương án sút xa là sự lựa chọn duy nhất vào lúc này. Rất khó để có thể ăn bàn với những cú đá như vậy. Một lần nữa chúng ta thấy được khả năng phòng ngự rất ấn tượng của Hoàng Thị Loan. Không chỉ là những pha lăn xả phòng ngự mà trong vài năm gần đây Hoàng Thị Loan cũng đã tiến bộ rất nhiều khi tấn công. Với khả năng tạt bóng ngay một cải thiện. Điều mà chúng ta lo lắng trước khi trận đấu này diễn ra đó là khả năng phòng ngự đã được các cầu thủ cải thiện rất đáng kể và để lại cho người hâm mộ cảm giác yên tâm hơn rất nhiều so với trận đấu ở vòng bảng. Và cho tới lúc này thì Myanmar đang thực sự là loay hoay trong những phương án để tiếp cận khung thành của Kim Thanh. Gần 20 phút đã qua của hiệp 2 và tỷ số vẫn đang là 1-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Được thi đấu vào khung giờ muộn, trời mát cũng khiến cho lợi thế về mặt thể lực của Myanmar không còn trở nên quá rõ rệt. Sự an toàn của Thu Thương. Myanmar đang muốn đẩy cao tốc độ trận đấu. San Tho Tho vẫn là số 8 của Myanmar. Có bọc lót của Tuyết Dung. Rất tuyệt vời. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thực sự là một tập thể vô cùng gắn kết. Các cầu thủ luôn biết cách hỗ trợ cho nhau. Không hề có lỗi của Tuyết Dung. Tình huống xử lý đầy kinh nghiệm của tiền vệ máu số 7 bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Hôm nay đã 30 tuổi. Tuyết Dung vẫn đang cho thấy một phong độ ấn tượng trong áo đội tuyển quốc gia. Rất tiếc là Tuyết Dung vẫn chưa có một bàn thắng nào tại SEA Games năm nay.
Và bản thân cầu thủ này cũng rất rất hy vọng mình sẽ có một pha lập công để đánh dấu một kỳ SEA Games trọn vẹn với không chỉ vai trò là người kiến tạo. Vì vậy thì trong thế trận như thế này chúng ta sẽ không có nhiều dịp được thấy Tuyết Dung bước vào 1/3 cuối sân của đối thủ. Thứ vì huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn thay đổi tiết tấu và tăng tốc trong một quãng thời gian nào đó. Còn hiện tại thì Việt Nam vẫn đang từ từ bóp nghẹt mọi thứ. 20 phút đã trôi qua của hiệp hai, chúng ta chơi rất thong dong. Còn người Myanmar thì chưa thể làm sao để phá được thế góc kín. Nama Soe lại một đường phất bóng ra cạnh, vẫn quá chân phương và đơn giản. Thanh Nhã vẫn thuộc về chúng ta. Myanmar đang thực sự bế tắc. Thế nhưng có vẻ như ở ngoài băng ghế dự bị thì họ cũng không có những phương án để có thể gây đột biến hơn. Họ đã phải điều chỉnh ngay trong hiệp 1. Ngược lại thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đang khiến cho Myanmar phải chơi theo ý mình. Giờ đây thì cao thủ áo trắng vẫn đang loay hoay trong việc tìm cách có thể tiếp cận được với khung thành Kim Thanh. Trong thế trận mà đội tuyển nữ Việt Nam chủ động phòng ngự và luôn chủ động trong việc điều tiết nhịp độ tấn công, quả thực là khó khăn gấp bội cho đội tuyển nữ Myanmar. Những phương án được coi là của để giành của Myanmar thì họ đã phải dùng chỉ sau 15 phút khi mà Việt Nam có bàn thắng quá sớm. Đó thực sự là bước ngoặt quan trọng mở ra lợi thế của chúng ta. Rõ ràng là đội tuyển Việt Nam cũng đã nghiên cứu rất kỹ trận đấu giữa Myanmar và Thái Lan. Thái Lan không phải là một đối thủ dễ chơi. Nhưng tại sao Myanmar họ lại có được cuộc lội ngược dòng đó? Chúng ta đã nghiên cứu rất kỹ và ngày hôm nay chúng ta không cho họ có thể lặp lại được điều đó trước Việt Nam. Biết cách để ghim đối thủ xuống. Và vừa rồi lại là pha tranh cướp đã trở thành thương hiệu của Dương Thị Vân. Rất nhanh, lọc lõi và chính đối thủ có lẽ cũng phải thắc mắc là trong một Dương Thị Vân nhỏ bé như vậy thì năng lượng ở đâu mà nhiều thế. Đánh đầu của Tuyết Dung có vẻ như việt vị. Tuyết Dung đang có dấu hiệu bị căng cơ. Trong cách chơi của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thì Tuyết Dung cũng nhận một nhiệm vụ rất nặng nề, một trong những cầu thủ phải chạy rất nhiều, vừa hỗ trợ phòng ngự và cũng phải cố gắng là những người đầu tiên băng lên để hỗ trợ Huỳnh Như khi chúng ta tổ chức tấn công. Trong lối chơi mà huấn luyện viên Mai Đức Chung xây dựng và mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam trong những năm vừa qua thì với những người yêu bóng đá Việt Nam thì có lẽ là không ai không biết đến Tuyết Dung. Và thực tế là trong vài năm gần đây, cá nhân tôi thấy Tuyết Dung đã chơi hy sinh hơn rất nhiều, không còn chơi quá gần khung thành mà sẵn sàng trở thành một cầu thủ mang lại sự cân bằng, rất tích cực tham gia phòng ngự. Điều đó cũng được Dung thể hiện một cách tuyệt đối ở câu lạc bộ khi mà đội bóng chủ quản đang trong giai đoạn chuyển giao và có những sự thay thế chưa thực sự là cân bằng. Tuyết Dung phải nói là người hỗ trợ và phải hy sinh rất nhiều để giúp cho các đồng đội. Đây là một quả chạm bóng nguy hiểm của Myanmar. Vẫn là Khin Malatun. Pha bóng hiếm hoi mà chúng ta thấy số 10 của Myanmar đặt chân vào trong vòng cấm địa của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ngay lập tức sóng gió đã nổi lên. Đánh đầu trong tư thế hơi vơi của Khin Malatun. Rõ ràng những pha bóng bổng là điều chúng ta vẫn phải dè chừng. Khin Malatun có lý do để tiếc nuối. Myanmar rất khó khăn mới có một cơ hội để tiếp cận sâu đến như vậy khung thành của Kim Thành. Thời gian vẫn đang chậm rãi trôi đi. Cách chơi của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận chung kết này có thể chưa quá bùng nổ, thực sự đang phảng phất
bóng dáng của một đội bóng cửa trên. Đội bóng của Myanmar đặt bóng tuyệt vời và lại là Diễm My. Hiệp hai vẫn thuộc về chúng ta. Có mặt đúng lúc đúng chỗ của Dương Duy Vân. Việt Dung rất hay, Việt Dung cực khéo qua người và phải có thẻ vàng tình huống này. Nếu như trọng tài nhận định đó là pha phạm lỗi ngăn cản cơ hội tấn công On An, rõ ràng là số 5 đã cố tình kéo Việt Dung lại. Nhưng mà số 7 đang có cơ hội để mang lại chúng ta một pha lên bóng sáng nước. Không còn cách khác. Nếu như không phạm lỗi trong tình huống này thì Việt Nam sẽ có một pha phản công rất nguy hiểm. Ta thấy được vai trò của Việt Dung. Trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay vẫn đang khá nương tay với các cầu thủ. Đây là một trọng tài mang phong cách ôn hòa, Huy Trang, người cũng đã phá lưới Myanmar vòng bảng bằng một tình huống dẫn bóng phản công và dứt điểm rất đẹp mắt sẽ góp mặt trong khoảng 20 phút còn lại. Chúng ta chuẩn bị có thêm một cầu thủ siêu dày dặn kinh nghiệm nữa trên sân. Huy Trang năm nay 35 tuổi. Và nếu như Thủy Trang có mặt sẽ là cầu thủ nhiều tuổi nhất có mặt trên sân cùng thời với những Khin Malatu. Nhưng sự khác biệt giữa hai cầu thủ đó là đội hình trên sân lúc này của Việt Nam là hoàn toàn vượt trội và Thủy Trang sẽ có nhiều cơ hội hơn. Việt Dung đang ngang, không có tiếng còi của trọng tài. Việt Nam chơi rất rắn trong pha tranh chấp. Sát ngay lập tức là Trần Thị Thu, không để cho đối phương tiếp tục tổ chức tấn công và trì hoãn tốt. Lúc này chúng ta đã có đủ người. Và đi bóng rẽ vào trung lộ, quá đơn giản. Đây là Huỳnh Như, phật bóng dài, một mình Huỳnh Như ở phía trên, hơi khó. Sau đó vẫn là một phương án tốt để chúng ta đổi hướng phòng ngự sang phản công. Ngoài đường pitch lúc này là Hải Yến và Thùy Trang, hai siêu dự bị của đội tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ hoàn toàn có thể ra sân trong lịch chính thức và huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có những sự điều chỉnh trong khoảng 20 phút còn lại của trận đấu. Thái Thị Thảo rời sân để nhường chỗ cho Thùy Trang và Huỳnh Như cũng rời sân, thay vào đó là Phạm Hải Yến. Bằng đội trưởng sẽ được trao lại cho Hải Yến trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Một lần nữa Huỳnh Như tạo ra khác biệt cho chúng ta trong trận chung kết. Và giờ sẽ là những phút của Hải Yến, người cũng đã từng có một khoảnh khắc để đời khi đánh đầu tung lưới Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 30, cũng từ băng ghế dự bị. Và sẽ có một tiền đạo còn sung mãn ở phía trên. Thời tiết tại Campuchia những ngày này rất nóng và khô. Dù vào khung giờ tối thì có lẽ mọi thứ cũng chỉ đỡ khắc nghiệt hơn một chút thôi. Ở những vị trí có cường độ hoạt động cao cũng như nhiệm vụ nặng bên phía Việt Nam như Huỳnh Như hay Tuyết Dung cần phải có những phương án điều tiết và thay thế hợp lý. Thái Thị Thảo cũng đã cầy ải rất nhiều từ đầu trận. Rất dứt khoát phá bóng của Diễm My. Lúc này trên sân thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang có Thùy Trang và Dương Thị Vân ở giữa sân. Những tiền vệ đều đã là nhân tố chính và tỏa sáng ở SEA Games cách đây một năm. Có thể thấy là trong tay huấn luyện viên Mai Đức Chung đang là một tập thể rất đa dạng với những nhân tố đồng đều, có thể sử dụng đa năng theo từng trường hợp. Và quan trọng hơn là lứa cầu thủ này của chúng ta cũng đã được thi đấu với nhau trong nhiều năm và có sự ăn ý cũng như nhuần nhuyễn. Và còn người rất hay của Tuyết Dung, Dương Thị Vân. Thêm một pha tắc bóng quyết liệt nữa của số 6 bên phía Myanmar. Còn 15 phút nữa để chúng ta chạm tới tấm huy chương vàng thứ 4 liên tiếp. Trước sự lớn mạnh của Philippines thì rất nhiều ý kiến cũng đã lo ngại về sự thống trị của bóng đá nữ Việt Nam ở Đông Nam Á. Nhưng kỳ SEA Games năm nay có thể là một lời khẳng định. Hà
Hải Yến. Hoàng Thị Loan được chuyền vào chân trái. Rất hay, Dương Thị Vân căng ngang. Chúng ta đang có tín hiệu muốn dồn đối thủ về phần sân nhà trong khoảng 15 phút cuối. Đây sẽ là thời điểm để Việt Nam bung lên, áp đặt đối thủ. Cái việc cũng chỉ là một bàn thôi. Và nếu như chúng ta dồn ép và có thêm một bàn thắng nữa thì khó khăn sẽ là gấp bội. Đây là Thanh Nhã, bên trong là Hải Yến, vẫn là Thanh Nhã. Thanh Nhã, vạch gác thăng hoa của Thanh Nhã. Đây là lần thứ hai liên tiếp Thanh Nhã đã có bàn thắng vào lưới của Myanmar, nhưng lần này bàn thắng ấy quan trọng hơn. Một cú đá cũng rất giống với pha dứt điểm của Thùy Trang ở vòng bảng, nhưng thực sự là góc đá này còn khó hơn. Và đây là bàn thắng in đậm dấu ấn cá nhân của Thanh Nhã. Một mình Thanh Nhã tranh cướp giữa hai cầu thủ Myanmar lấy được bóng. Và cú đá quá đẹp, tuyệt vời Thanh Nhã. Bàn thắng đầy kỹ thuật của Thanh Nhã. Bóng đi liệng và xoáy khiến cho thủ thành Myanmar đã không thể kiểm soát được. Một đường cong hoàn hảo và nó khiến cho cảm xúc của huấn luyện viên Mai Đức Chung trở nên tuyệt vời hơn. Niềm vui của ban huấn luyện cùng với đội tuyển nữ Việt Nam 2-0. Một trong những cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Mai Đức Chung chăm bẵm và kỳ vọng nhiều nhất đã lên tiếng. Đó có thể là lời khẳng định cho tấm huy chương vàng của chúng ta. Đúng như chúng tôi đã nói, đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đang khiến cho đối thủ phải chơi theo ý mình. Chúng ta phòng ngự chủ động và biết thời điểm nào cần phải bung sức. Và trong số những nhân tố mà chúng ta đặt niềm tin thì ngòi nổ Thanh Nhã đã tỏa sáng. Còn 15 phút nữa mà thôi, Myanmar sẽ phải bung lên. Và lại là cơ hội cho những tình huống phản công của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Hải Yến, Hải Yến biết rằng không cần vội vàng chờ đồng đội. Thanh Nhã rất hay, Thanh Nhã đang rất tự tin, vẫn là Thanh Nhã. Đúng là khi người trẻ có được sự tự tin thì họ có thể làm được tất cả mọi thứ. Cắt bóng tốt là Hoàng Thị Loan. Myanmar đã lấy được bóng ở giữa sân. Có thể thấy Dương Thị Vân đã có tác động kéo áo. Đó là tình huống xử lý cho thấy kinh nghiệm của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Một tấm thẻ vàng là cái giá quá rẻ vào thời điểm này, nhưng trọng tài cũng không cắt lỗi. Có thể thấy là chúng ta đang tràn đầy tự tin ở tất cả các vị trí. Lợi thế của chúng ta là không nhỏ, hai bàn thắng trong khoảng hơn 10 phút nữa trong thời gian thi đấu chính thức. Với kinh nghiệm và sự tự tin lúc này của đội tuyển nữ Việt Nam thì Myanmar sẽ phải làm gì đây để tìm kiếm ít nhất là một bàn gỡ? Quá khó. Cách biệt cũng là hai bàn, nhưng tâm thế lúc này là rất khác so với trận đấu gặp Thái Lan. Và tâm thế của chúng ta trên đường hướng tới tấm huy chương vàng thứ tư liên tiếp có lẽ cũng có chút khác biệt so với những lần trước. Sự cảm giác yên tâm và tin cậy là điều đang có, nhưng vẫn cần dè chừng. Rất nhanh đã có tình huống rút về của Thu Thảo. Các hậu vệ luôn biết cách để hỗ trợ cho nhau. Thanh Nhã rất hợp lý, ở giữa sân là Thùy Trang. Có lỗi của Myanmar. Nó là những tình huống bọc lót đầy nhịp nhàng của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta xem trận bóng cảm giác yên tâm tuyệt đối. Sự lựa chọn sẽ đổi về tiếp theo bên phía đội tuyển nữ Myanmar. Vào sân là cầu thủ mang áo số 17, đó là Miat Nueki. Và rời sân là số 16 Mon Min. Thủ thành mặt rất trẻ. Giờ thì Myanmar không còn gì để mất. Họ sẽ phải đánh cược trong khoảng 10 phút còn lại với tất cả những gì mình có trong tay. Sự xuất hiện của Thanh Nhã ở bên cánh phải đang khiến cho Myanmar thực sự lao đao. Và chính hậu vệ trái của họ vừa bị thay ra. Số 16 của Myanmar đã không chịu nổi nhiệt nữa rồi. Hải Yến, Thùy Trang, đi bóng cắt mặt đối phương rất kinh nghiệm, đường truyền cho Thanh Nhã.
Tiếc là xuống hơi sớm một nhịp thôi. Lỗi việt vị của Thanh Nhã. Không chỉ là SEA Games, trong tập thể bóng đá nữ Việt Nam lúc này chính nhiều cầu thủ cũng đã nói rằng họ đang hướng tới World Cup, một sự chuẩn bị rất nghiêm túc. Chúng ta sẽ phải đối đầu với những đối thủ cực mạnh, nhưng không vì thế mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không cố gắng vượt qua những giới hạn của chính mình. Thúy Trang truyền low look pass cho thấy Thúy Trang và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang có tâm lý thi đấu rất thoải mái. Đang chậm rãi trôi đi. Và chúng ta đã chạm một tay vào tấm huy chương vàng. Nó khác so với sự hồi hộp và có phần thót tim ở những tấm huy chương vàng trước. Lần này không ít các khán giả Việt Nam đang theo dõi trận đấu mà tôi cá là đã có thể ngả lưng ghế và theo dõi cũng như tận hưởng phần còn lại. Cảm giác trong cabin của chúng tôi cũng vậy. Đó là cảm giác háo hức. Háo hức và yên tâm để chờ đợi khoảng thời gian còn lại của trận đấu diễn ra. Nhưng mà lúc này trên sân thì các cầu thủ vẫn đang chơi rất tập trung. Thế trận của chúng ta là hoàn toàn đáng để chúng ta tin tưởng vào tấm huy chương vàng thứ 8. Đội bạn thực sự là đang bế tắc và hoàn toàn bế tắc. Thực tế là với lứa cầu thủ hiện tại thì cũng như Huỳnh Như đã nói, lần thứ hai chúng ta phải nhắc tới phát biểu của Huỳnh Như trước trận. Huỳnh Như mong rằng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không chỉ dừng lại ở tấm huy chương thứ 4, các cầu thủ phải hướng tới huy chương vàng thứ 5, thứ 6. Không được hài lòng với những gì mình đã giành được, dù cho thành tích đó thực sự là những thành tựu rồi. Và lên bóng bên cánh trái, áp sát rất tốt từ thủ thành và đội tuyển tự mất bóng. Thực tế là sau đây ít nhất ở kỳ SEA Games tới sẽ có thể chúng ta sẽ có những sự thay đổi mang tính bước ngoặt, có thể là vị trí huấn luyện viên trưởng và ở những vị trí mà các cầu thủ ở lớn tuổi, và đó cũng sẽ là một sự chuyển giao mà bóng đá nữ Việt Nam phải tính tới. Chúng ta sẽ phải điều chỉnh ngay từ bây giờ, phải có sự chuẩn bị tốt ngay từ bây giờ. Gì mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đã làm cho bóng đá nữ Việt Nam là hơn cả mong đợi, và chúng ta cần dành cho ông những lời tri ân và những sự trân trọng. Sự bản sắc và tinh thần mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gây dựng cũng như thổi vào đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là những điều có giá trị rất lâu dài. Nếu như chúng ta vẫn giữ được tinh thần cũng như sự gắn kết hiện tại thì người kế nhiệm cũng sẽ nhàn hơn rất nhiều. Lấy bóng rất hay của Hải Yến. Đúng là chúng ta đang đầy tự tin trong cả những tình huống xử lý cá nhân lẫn những pha tranh chấp với đối thủ. Myanmar không thể tiến vào 1/3 cuối sân. Họ chỉ có thể hy vọng vào những pha bóng dài, những đường phất bóng và chờ đợi một biến số nào đó xảy ra thôi. Rất khó. Myanmar đang hoàn toàn là dưới cơ so với Việt Nam. Và cho tới lúc này thì tất cả những bài vở mà huấn luyện viên Jesuro có được trong tay thì ông đã đều phải sử dụng rồi. Và tất nhiên là nó chưa mang lại bất cứ một hiệu quả nào. Sao thì nhìn từ góc độ của Myanmar, nếu như họ thua trận chung kết cũng làm kết quả không tồi. Thì mà đã 18 năm mới góp mặt ở trận trận huy chương vàng. Dương Thị Vân có khoảng trống để bóng vào cho Tuyết Dung. Chúng ta đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên của Tuyết Dung. Nếu điều đó xảy ra sẽ là hoàn hảo. Cú sút xa và ra chân rất tự tin của Phạm Hải Yến. Chơi rất thoải mái. Một pha ra chân có phần hào phóng của Hải Yến trong một thế trận quá thuận lợi cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta đang nghe rất rõ như âm thanh Việt Nam đang vang lên trên các khán đài. Và sẽ chỉ khoảng hơn 5 phút nữa thôi, những âm thanh ấy sẽ còn vang lên một cách tự hào hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta đang chờ đợi những phút cuối trận trong trận đấu chung kết của môn bóng đá nữ SEA Games 32. Và lúc này lợi thế là 2 bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thanh Nhã, tốc độ như xe gió của Thanh Nhã. Vẫn là Thanh Nhã.
Dương Thị Vân. Myanmar vừa đưa vào sân một hậu vệ trái hoàn toàn sung mãn, nhưng cầu thủ này vẫn bị Thanh Nhã của chúng ta bỏ lại phía sau. Rất bình tĩnh là pha xử lý của Trần Thị Thu. Và sau cơ hội vừa rồi thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bình tĩnh đến mức chuyền bóng về, không cần đá khó làm gì cả. Phải chăng những phút cuối này thì chúng ta sẽ chơi với một tâm thế là những khoảng thời gian dành cho các cầu thủ có thể xử lý bóng một cách biểu diễn hơn hay chăng? Những phút như thế này thì có thêm một chút yếu tố thẩm mỹ vào những pha xử lý cũng không vấn đề gì. Việt Dung đã bị chuột rút. Đây có lẽ là trận đấu hay nhất từ đầu giải của Việt Dung. Một đường kiến tạo mang tính chìa khóa mở ra bước ngoặt, lợi thế lớn của chúng ta và tầm ảnh hưởng rất lớn phủ lên lối chơi và công lẫn thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Phút thứ 86 và chuẩn bị bước sang phút thứ 87 trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32. Quá nhiều lợi thế cho đội tuyển nữ Việt Nam lúc này, và có lẽ những cổ động viên Myanmar lạc quan nhất cũng không dám nghĩ tới một điều kỳ diệu. Hoàng Thị Loan. Với một đội bóng chỉ bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng 2 ngày trước khi vào giải như Myanmar, thì việc lọt vào tới trận chung kết cũng là kết quả có thể coi là thành công. Lại một pha cắt bóng tốt của Diễm My. Thật sự là ngày hôm nay toàn đội Việt Nam đều hay, hay đồng đều. Hoàng Thị Loan. Thái Yến vẫn được đưa xuống dọc biên để tránh những pha chuyển trạng thái của đối thủ, rất hợp lý. Rất an toàn. Phút thứ 88. Rõ ràng là bước vào trận chung kết thì khác biệt với kinh nghiệm là quá lớn. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là những người luôn biết cách điều tiết mọi thứ một cách hợp lý. Với Myanmar, họ không thể chờ hưng phấn như những gì đã làm được trước Thái Lan. Họ hoàn toàn bất lực trong ngày hôm nay. Những cổ động viên Việt Nam đang yên tâm để chờ đợi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài người Campuchia vang lên. Chúng ta đã có một hành trình phải nói là đầy thuyết phục, đã có những khó khăn, nhưng chúng ta đã đoàn kết để vượt qua tất cả. Tấm huy chương vàng thứ 8 tại các kỳ SEA Games chỉ còn cách đội tuyển nữ Việt Nam một vài phút nữa thôi. Và ngược lại thì Myanmar có quyền hài lòng với những gì họ đã làm được cho tới lúc này. Quật ngã Philippines, đánh bại Thái Lan bằng một cuộc lội ngược dòng không tưởng. Nhưng trước Việt Nam thì Myanmar vẫn là điều gì đó thực sự thua thiệt. Đúng là chúng ta cũng sẽ hy vọng là thành công ở SEA Games năm nay sẽ là một bước đệm tốt để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hướng tới vòng chung kết World Cup. Hy vọng chúng ta sẽ làm được một điều gì đó trong lần đầu tiên quốc ca Việt Nam được cất lên tại ngày hội lớn nhất của bóng đá nữ. Có thể không về mặt thành tích, nhưng ít nhất hãy vượt qua những giới hạn của chính mình. Đó là điều mà chúng ta tin rằng các cô gái sẽ làm được. Và treo bóng của Myanmar quá đơn giản với Kim Thành.
Thậm chí cầu thủ Myanmar đang liên tục có những pha ham bóng nguy hiểm trong những phút cuối cùng. Đó là biểu hiện của sự bất lực. Một tình huống lao vào rất thừa của số 8 bên phía Myanmar đã khiến cho Kim Thành bị đau. Đầu gối của San Thọ Thọ đã va chạm với sườn của Kim Thành. 5 phút bù giờ, 5 phút nữa để chúng ta chính thức sở hữu tấm huy chương vàng SEA Games thứ 8 và là huy chương vàng bóng đá nữ thứ 4 liên tiếp. Sau 18 năm, chúng ta mới có một đối thủ mới trong cuộc cạnh tranh tấm huy chương vàng SEA Games. Myanmar đã làm tất cả để đi tới trận đấu cuối cùng này. Họ cũng kỳ vọng rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày lịch sử của bóng đá nữ Myanmar. Nhưng tất nhiên, lịch sử lúc này đang gọi tên Việt Nam. Niềm vui của những cổ động viên Việt Nam, chúng ta có quyền tự tin. Có quyền tự tin về một tấm huy chương vàng SEA Games tiếp theo. Mọi thứ đều đang hướng về chúng ta. Hải Yến. Một mình Hải Yến đang có mặt trong khu vực 16m50. Quyết định dứt điểm là chính xác. Hải Yến đã quyết định xử lý ngay chứ không chờ đồng đội băng lên. Cú ra chân hoàn toàn chấp nhận được. Chúng ta vừa có cơ hội để thêm vào chiếc gương miệng của mình một viên kim cương nữa. Những cổ động viên Việt Nam đã bắt đầu mở hội trên khán đài Morocco. Đây thực sự là kỳ SEA Games mà chúng ta lên ngôi một cách rất thuyết phục. Ngoại trừ thất bại trước Philippines trong một trận đấu cũng không đến mức phải dồn toàn tâm toàn ý, thì vào những thời điểm quan trọng, các cô gái của chúng ta luôn vượt qua khó khăn và giải quyết mọi thứ một cách rất gọn gàng. Chúng ta đã rơi vào một bảng đấu tử thần với hai đối thủ khó, đó là Myanmar và Philippines. Và phần nào may mắn đã đứng về phía đội tuyển Việt Nam khi mà Myanmar đã quật ngã Philippines ở trận đấu đầu tiên. Những bước chạy phải nói là đầy dũng mãnh của Thành Nhá ở bên cánh phải. Có thể sẽ hướng ra cột cờ góc chăng? Vẫn dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Có lẽ Myanmar cũng hiểu là cơ hội của họ không còn. Nhìn Thanh Nhã chơi lúc này so với chỉ một năm trước thôi, rõ ràng là tiến bộ và chín chắn hơn rất nhiều. Những cầu thủ như Thanh Nhã, như Hải Linh và nhiều tài năng trẻ khác như Vạn Sự là những người sẽ mang lại niềm hy vọng và niềm tin rằng ngôi hậu của bóng đá nữ Việt Nam sẽ còn được duy trì trong tương lai. Chúng ta đã có sự chuẩn bị, đã có sự tiếp nối ngay tại những kỳ SEA Games gần đây. Ở trên sân lúc này, chúng ta cũng có một nửa cầu thủ là những gương mặt trẻ hoàn toàn có thể gánh vác đội tuyển nữ Việt Nam trong tương lai. Huấn luyện viên Tetsuro đã mang tới những làn gió mới cho bóng đá Myanmar, nhưng đó là chưa đủ, ít nhất là cho tới kỳ SEA Games năm nay. Tấm huy chương bạc có lẽ là như vậy, là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực của các cô gái Myanmar trong suốt hành trình tại SEA Games 32. Và bức tranh của bóng đá Đông Nam Á trong thời gian tới cũng sẽ rất thú vị khi mà Việt Nam, Myanmar, Thái Lan và Philippines vẫn sẽ là bốn đội bóng giàu cạnh tranh. Chúng ta vẫn đang là những người nhìn hơn. Nỗ lực cuối của cầu thủ Myanmar, một cú sút nhưng lại trở thành đường truyền cho số 8. San Thọ Thọ rất an toàn và phá bóng của Dương Thị Vân. Phút bù giờ cuối cùng, cơ hội dành cho Myanmar chỉ còn trên lý thuyết mà thôi. Và đánh đầu của Diễm My, trận bóng sẽ một lần nữa bị phá lên. Đây là cơ hội cho Myanmar. Lại là San Thọ Thọ, trước mặt là Hoàng Thị Loan. Rất hay, chúng ta có tới hai người sẵn sàng cho pha đeo bám.
pha nỗ lực dưỡng người cản phá ở phút bù giờ đã khiến cho Hoàng Thị Loan bị căng cơ. Nỗ lực tuyệt vời của các cô gái Việt Nam. Ngay cả khi đã ngã và bị đau thì Hoàng Thị Loan vẫn phải cố gắng đá trái bóng ra ngoài. Đây là những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 5. Chúng ta đang cùng nhau đếm ngược để chờ đợi khoảnh khắc mà tiếng còi trọng tài vang lên. Thời gian còn lại có lẽ là vài chục giây mà thôi. Nỗ lực cuối của Myanmar lại là Hoàng Thị Loan. Cánh trái của Hoàng Thị Loan thực sự là bất khả xâm phạm ngày hôm nay. Đá phạt góc cho Myanmar. Sẽ cần tập trung trong tình huống có lẽ là cuối cùng này. Khi Maratun đã phát góc và Kim Thanh bắt gọn bóng. Đó là dấu chấm hết cho những nỗ lực ít ỏi còn lại của đội tuyển Myanmar. Và lúc này chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược để chờ đợi khoảnh khắc mà trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu và hết giờ. Tấm huy chương vàng SEA Games thứ 8 đã gọi tên đội tuyển nữ Việt Nam. Niềm vui của Thanh Nhã, niềm vui của Thái Thị Thảo và niềm vui của triệu triệu người hâm mộ Việt Nam. Số 8 là một số quá đẹp phải không, Quốc Việt? Rõ ràng là quá đẹp với tất cả người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam trong ngày hôm nay. Đẹp từ cách chúng ta đã chiến đấu, đã chiến thắng. Và đẹp cả trong những nụ cười ăn mừng này. Đây thực sự là một lời khẳng định cho ngôi hậu của bóng đá nữ Việt Nam tại Đông Nam Á. Thành tích 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp là vô tiền khoáng hậu. Myanmar đã rất cố gắng ngày hôm nay nhưng rõ ràng cái cách chúng ta chiến thắng quá đỗi thuyết phục và ấn tượng. Nụ cười của những cô gái Việt Nam quá đỗi đẹp mắt, quá đỗi tuyệt vời trên sân động tại thủ đô Phnom Penh vào lúc này. Cái nắng gay gắt của Campuchia hay những giọt mồ hôi trong những buổi tập chỉ làm sáng hơn, tô đẹp hơn cho tấm huy chương vàng của chúng ta. Và chúng ta cũng không hay chưa thấy quá nhiều giọt nước mắt của sự xúc động. Đây thực sự là một chiếc vô địch quá thuyết phục. Một chiếc vô địch mà các cầu thủ biết rằng mình mạnh, biết rằng mình đủ sức chiến thắng. Chiếc vô địch là lời khẳng định cho sự lớn mạnh và phát triển của bóng đá nữ Việt Nam